Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại kế gần dừa nước có con sông rất là lớn của anh chị. Thì hôm nay mình muốn quay trở lại đây, mình tìm một quan hồn. Họ nói chuyện rất là kỳ lạ, cũng như là cái tiếng của họ nó nghe nó không giống như người bình thường các bạn. Thì mình có đọc nhiều comment đó, có nhiều bạn và có nhiều quý anh chị nói vong này chắc có thể là thái giám. Thành ra họ nói chuyện nghe cái tiếng rất là lạ luôn. Rồi họ có nói là họ cũng như là ngày xưa nhà của họ ở cặp mé sông này, cũng như là họ đi kiếm lạc về chắc có thể là bán quý anh chị, nhưng mà họ vô tình bị ma gia kéo, thành ra họ mất. Nhưng mà mình cảm thấy họ rất là giận dữ, nhưng mà mình đa nghi, mình không biết là quan hồn đó có thể là ma gia nhập vào mới khiến họ làm những công việc kiểu như lúc mình cúng họ xuất hiện ở dưới nước. Cả nhà cũng thấy không? Thì hôm nay mình tranh thủ đến đây, giờ này đúng 12 giờ trưa luôn các bạn. Giờ này nói chung là nói trang như cái giờ 12 giờ đêm luôn, linh vậy á. Hôm nay là có nhiều bạn, có nhiều quý anh chị, nhiều cô chú kêu mình lại đây để tìm quan hồn nói chuyện nghe giống như thái giám để phiên họ. Thì hôm nay tôi quay trở lại khu gần này. Nếu mà quan hồn mất ở dưới sông á, có còn ngự ở đây thì hãy ra đi để chúng tôi giúp đỡ cho nha. Thì bây giờ mình mời quý anh chị và mời các bạn cùng đồng hành với mình ha. Mấy bữa nay sáng thì trời mát quý anh chị, nhưng mà trưa chút xíu thì nắng, nhưng mà nắng không đến đổi. Nhiều vị trí này là nào cả nhà? Hôm nay sao không thấy ta, để mình đi tìm tí nữa coi có gặp hay không nha cả nhà. Mình nhớ ra rồi cả nhà, hôm đó gặp ông chú nhặt về chai, nhưng mà hôm nay không gặp ông nữa. Bữa đó mình kêu ông hợp tác với mình mà mình cho tiền ông rồi ông đi mất tiêu. Có một hai bạn nữa anh cho tiền phan hả chó, từ từ hả chó, chứ anh cho rồi là ông đi mất. Cuối cùng bữa đó là ông đi về hướng này nè cả nhà. Đó, vậy đó có ai không? Rõ ràng mình mới nghe dưới đó một cái ạc của anh chị. Kim chích đâu ra vậy? Bên đó có ai không? Gì trống trời? Có em đó không? Con gì vậy ta? Bây giờ chúng tôi xin nhắc lại, phía trong rừng lá này, trong này nè cả nhà,
À, nếu mà có ai trong này thì hãy lên tiếng giùm ha. Như ghê hả? Bên đó có một cái bầu các bạn. Dưới sông này có ai không? Đó. Cả nhà nghe không? Còn như bãi này mình cảm thấy có dấu chân các bạn. À mình đây đó. Để mình nè. Tiến hành đi qua phía bên đó nha cả nhà. Nghe tiếng không? Đi lên ở nhà ơi. Dạ. Kỳ lạ thiệt các bạn. Tiếng lá đó thì nó nghe kiểu như gió đu đưa, nó nghe xào xạc thì mình chấp nhận được. Còn bên kia giống như có một cái con mà chuột mà nó chạy, mà con chuột chạy nó không bao giờ mà nghe lớn dữ thần các bạn. Nghe ọt quẹt luôn á. Nghe chuột sạc nữa. Mà mình không có nên đi qua bên kia các bạn. Lỡ nhiều khi ma da nó dụ mình á. Đi xuống cái nước hồi nó kéo mình cái là tiêu đời luôn á nha. Ở đây có vấn đề gì mà họ mới chặt cây ta? Chặt hai cây cả nhà.
Mới nghe trong lùm này một cái sạc nữa các bạn. Răng mối. Ai ngồi đây vậy? Quân đang ngồi trong các bạn, nhưng mà họ đâu thấy mình. Ai ngồi bên đó đó? Đó, nghe cả nha, tiếng này quen quá. Hồi nãy mình mới đi bển nghe tiếng sụt sẹt, mình tính là bà ở cặp máy sông giống như bữa hổm, nhưng mà thật sự là bà đang ở trên bờ các bạn. Còn quan hồn nào ở dưới mà nãy tôi nghe sụt sẹt quá trời vậy? Ông mẹ nữa. Có phải ở dưới sông này có hồn ma da không? Rồi bữa nay bà không có đi xuống cái sông nữa sao? Bà lên bờ làm gì? Chơi gì đây? Tôi là người đi giúp vong, bữa hổm thấy bà nè, phải không? Bà chứ ai? À, tao nhớ mày rồi, cái thằng này bữa chạy. Đúng rồi. Bà có phải là thái giám không? Thái giám gì mà thái giám? Sao không thái giám mà nói chuyện nghe tiếng lạ lạ vậy? Hả? Không phải thái giám hả? Không có chứng giấy hả? Chứng giấy bà đâu rồi? À, chứng giấy của ông đâu rồi? Ừ? Có không hay là bị ai lắc? Chứ ngày xưa mấy người mà làm quen cho vua chúa là bị lắc chiến giá trơn á, ngày xưa á. Nếu mà không có, nếu mà không lắc á thì ông vua ông sợ thái giám cũng như là mấy người làm nô tỳ trong đó, cũng như là mấy người giúp việc trong đó là sẽ lấy kêu bằng cung nữ của vua hết. Thành ra ổng thiến rất là nhiều. Ông ngày xưa có bị ai thiến không? Chuyện của tao mày khỏi làm gì? Đâu, giải thích rõ ra. Mình phải có một cái vấn đề gì đó chứ, người ta sanh ra làm gì không có giấy dứng, đúng không? Nam là phải có giấy dứng. Đó, xưa bị gì? Có làm việc bại gì không mà bị người ta lắc? Thì sao bị người ta lắc mà nói chuyện nghe tiếng kỳ vậy? Thôi đừng có xàm. Nè, nói nghe nè. Bà đây hiện giờ bà sống dưới ma da phải không?
Thì nhà bà ngày xưa là nói, bà nói là ở gần đây đúng không? Ờ, đi gặp anh xong. Rồi nãy nghe bà hát hát nữa là sao? Tao buồn buồn tao hát chơi gì đó. Tao hát lại tôi nghe coi. Bà được nhiêu tuổi rồi? Hương Linh á? Không nói rồi là như qua này. Không, không nói. Bây giờ bà khai thiệt đi, xưa bà bị gì mất? Bà nói nhà bà ở dưới mấy sông này, tôi thấy mấy sông này xưa giờ có nhà đâu. Tại mày, tôi có biết, tao sông này lâu lắm rồi. Thôi không có đâu, tôi đã tìm hiểu ở nơi này rồi. Bà con nói là ở mấy sông này ngày xưa không có nhà cửa gì chân á. Bà con ở đây làm gì biết? Sao không biết? Những người ta ở 40-50 năm làm gì không biết. Còn bà mới mất mấy năm nay chứ gì. Tao nói vậy thôi chứ bà con ở đây có đường nào biết tao đâu. Dám đâu. Tao ở cặp bé sông này, tao chỉ ở bằng cái chùi đá không à. Nếu bà không có đi lên bờ nữa. Nếu bà nói bà ở đây bà con của ai? Tên gì? Cha mẹ tên gì? Rồi mẹ? Mẹ là tên Quyên. Làm nghề gì? Không có là dân nên bắt cá. Bắt cá hả? Ở dưới sông không à. Dưới sông nhưng mà trên bờ. Bà nói nhà bà ở đây tôi không tin rồi. Bà con đâu có chấp nhận, bà con không có biết. Thôi chả mấy người này người ta không biết đâu. Thế mà giờ mày xuống sông mày hỏi ai mà không biết. Rồi từ ngày mất tới giờ là được nhiêu năm bà nói bà bị gì? Nó bị ma da lôi. Bị ma da lôi hay là bị người ta lắc giấy? Nó bị ma da lôi. Chỉ có mấy người mà thái giám mới nói chuyện vậy. Bị lắc giấy nó mới chuyển giọng phải không? Ừ. Nói nghe nè, lúc mà mình lớn lên mình có làm việc gì không mà để cho người ta lắc cái chiếc giấy mất rồi. Thôi không có. Vậy mất nhiêu năm rồi mà không nói quên. Nó mất bao nhiêu năm đâu. Men 7-8 năm tại sao không đi xuống với Lâm Phủ? Phiếu hả? Bữa tao nói với mày rồi. À, bốc phiếu ha, bốc thăm ha. Ừ. Bữa nói có nhiều người mất ở trên nhân gian, tai nạn này kia đủ thứ đúng không? Ừ. Rồi đằng kia tôi nghe có một quan hồn chạy hoạt hoạt ở trong cái lùm lá là ai? Cái con ma trên đây chứ đâu. Ma da hay là ma trên bờ? Hay gục giò nữa hả? Ôi nãy không thấy, nghe tiếng động nghe ghê quá. Nó có đem làm gì mày đâu mà chị ơi. Bà ở đây không xuống với cái nhà của bà ở nữa sao? Bà không thấy bà có được một cái liều á. Không, tao lên đây tao chơi. Tao đang kiếm người tao dụ xuống dưới cho chấn nước nè. Chấn nước để làm cái gì? Mà mục đích của mình là được cái gì á? Tao làm vậy tao nhanh đi siêu thoát. Dạ hả? Nhanh đi siêu thoát hả? Như cái mạng của mày đó á. Bữa nước nó dâng lên vậy mà mày vẫn chạy vô được. Ừ. Mạng của tôi là mạng kêu bằng lớn mà. Mạng trời ban mà đâu có. Ma quỷ đâu có hại được. Như bà là sao hại được? Bà là quỷ đúng không? Mới xuất hiện được lúc 12 giờ trưa. Mày quan tâm tao làm gì? Một xíu em biết tao hại mày được hay không? Hại tôi bằng cách nào? Mày trời đó. Tao cảnh cáo mày vậy á.
là có mạng trời ban là không sao nha mày. Trời ơi, còn mạng của bà cũng trời ban nhưng mà số chết yểu, biết không? Chết yểu là chết sớm á, chưa có được 60 tuổi là tuổi chết yểu không á. Mấy hai mấy 30 rồi, 30 mở bà nói bao nhiêu? Ba mấy à? Ba mấy. Ba mấy mà là cha mẹ sanh ra không có chứng giái hả? Nói hoài vậy mày. Như vậy là nam mà sanh ra không có chứng giái, như vậy là có thể là kiếp trước của bà là làm thái giám. Ngày xưa bà làm thái giám á. Làm kiểu như lính của quan của vua trong triều đình đó, hiểu không? Rồi hương linh nó mới nhìn nhiều cung nữ, thành ra vua ổng ghen tị, ổng ghen đúng không, buộc phải lắc hết, đàn ông lắc hết, chừa con mình ông vua còn hai chứng giái à. Nó ngày xưa là vậy. Rồi đầu hương linh qua cái kiếp đó rồi mình mới được đào thai lên làm người, thành ra chứng giái của mình đã mất kiếp trước đó. Thành ra kiếp này hương linh nói tại sao mụ bà nắng lộn, không phải, không phải nắng lộn, kiếp trước của mình đã bị lắc bỏ rồi, kiếp này làm sao có được nó. Không phải là mày ơi, đừng có sạp. Sạp gì? Cái đó là nó kêu bằng kiếp luân hồi quả báo á, phải không? Ngày xưa mình ác rồi giờ mình cũng phải được đào thai làm vậy á. Giờ đào thai lên làm gì đâu hả? Gia đình nghèo hay giàu không thành vấn đề, nhưng mà cuối cùng bị ma gia nó lôi thêm chết một cái nữa. Nó kiểu như ngày xưa mình chắc có thể là làm những cái công việc mà thất đức kiếp trước, phải không? Có giết, đặt cái vụ ngày xưa là mình làm lính trong triều đình, mình giết người vô tội vạ, giết người nói chung là vô tội vạ, giết lăng xả, rồi bắt đầu mình dục xuống sông hay là mình trấn nước họ. Thì bây giờ tới cái kiếp này là mình mất trẻ là đúng rồi, mình bị ma gia nó lâu lên cái nữa, nó cái đó là kêu bằng nghiệp phải trả, không có bao giờ mà né được, hiểu không? Nãy giờ tôi nói có hiểu không? Không. Chứ không có khi nào mà con người mà chết sớm được chứ. Nè, thường thường tới số là tới 60 tuổi, 60 tuổi là kiểu như là được hưởng thọ, 60 ăn lên á. Còn dưới 60 là hưởng dương. Là cái vụ 4 mấy, 5 mấy thì cái đó người ta hưởng dương, nhưng mà bà mới có 2 mấy, 30 tuổi là bà kêu bằng chết yểu. Thì tất nhiên là cái số của bà nó không có ở trên nhân gian được lâu dài đó. Rồi bắt đầu bà bị quả báo, bị ma gia lôi, rồi bà mất, bà phải ở trên bờ như vậy. Bà phải chờ một cái người nào đó nó nói chung là giúp cho bà để đi về chùa hay là đi đâu đó. Đâu cần đi chùa đâu, đi chùa. Chùa nghe kinh Phật rồi mình tu tâm dưỡng tính lại, mình sám hối lại, rồi mình nhớ lại những cái nhị dĩ vãng mình là ngày xưa mình làm việc gì. Đó. Tao chờ 2000 mấy phiếu nữa là tao được đi siêu thoát rồi mày. Mình phải ngồi mình tỉnh lại, mình biết kiếp trước mình làm gì. Đó, ngày xưa Đức Phật A Di Đà, ông xuất thân ông đi tu, ông ngồi trong cây Bồ Đề đó. Ông ngồi trong cây Bồ Đề 49 ngày là ông biết kiếp trước của ông là ông làm gì mà. Mày ngồi đây biết không? Ông biết kiếp trước là ông con của ai, rồi ông làm những công việc gì, rồi hiện tại là ông đang làm gì. Nó tại sao mình không nghe lời Đức Phật này kia để mình sám hối tại cái nghiệp của mình. Thôi bây giờ buông bỏ đi, ở đây đợi ai? Không ai mà ngồi chỗ 45 ngày mà. Đây nè, tôi hỏi thật bà, bây giờ bà ngồi ở đây bà đợi ai? Bà không, như vậy là bà không tin Phật A Di Đà hả? Có ai mà ngồi chỗ 45 ngày? Ta ngồi một chỗ 49 ngày không ăn không uống. Người ta ngồi, người ta đi kêu bằng đi thiếp á, là ta biết quá khứ của người ta là mấy kiếp trước là họ đang làm gì, họ biết cha mẹ của họ là tên gì luôn. Rồi tới kiếp này là họ là con của vua, là họ hưởng được những cái phước như thế nào. Nhưng mà họ còn không thèm hưởng nữa, họ bỏ ma vàng hết, họ đi
tu mà hiện giờ người ta đã nổi tiếng trên thế giới, người ta đã thành Phật rồi, người ta mới viết vào sổ sách, thì tất nhiên con người phải làm theo. Thì con người như mình nó bây giờ mất rồi, nó bây giờ chưa được đi siêu thoát là tất nhiên mình có cái gì đó nó còn vương vấn trên trần gian. Nó trước kiếp trước là mình ở đời như thế nào, thành ra tới kiếp này mình vắng số, mình chết sớm. Chết sớm thì tất nhiên là mình mang một cái tội, kiểu như là ngày xưa mình có thể là mình làm lính cho ông quan hay là ông vua mà mình dòm cái gì cung nữ nhiều quá, bị họ lắc rồi đào thai lên không có chứng giấy. Hồi nãy Hương Linh nãy nói là mụ bè nắng lộn, không phải đâu, không nắng lộn, sao lộn được. Hồi nãy nghe hát nữa nè, giờ hát lại coi. Chứ bà được mụ bà nắng lộn thì cái đó là bà nói chính xác, kiểu như cha mẹ bà là sanh bà ra nói nhỏ này mụ bà nắng lộn rồi, đẻ ra giờ lớn lên nói chuyện khắp 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 rồi, giờ giấy dính nó cũng có nữa, nói mụ bà có thể vậy. Giấy dính ở đầu không có là ở đầu mụ bà cũng nắng lộn luôn. Thật sự không phải kiếp trước của mình á, kiếp trước của mình làm ác quá thành ra kiếp này mình phải lãnh hậu quả tiếp theo, phải không? Ừ. không có chỗ đó. Thì có người á sanh con ra không có lưu đích nữa, tại vì kiếp trước Không có lưu đi họ cho mày đi. không phải là kiếp trước luôn, kiếp này họ đang sống nè, họ nói đặt ví dụ họ lừa gạt ai đó không cần biết, nhưng mà họ sẽ nói một câu: nếu tôi có làm việc đó thì sau này tôi có chồng, con tôi nó sẽ không có lỗ đích. Nhưng mà thật sự là họ có làm việc đó mà họ nói không có làm, rồi cuối cùng á sau này họ có chồng, họ sanh con ra không có lỗ đích, là kêu bằng không có hậu môn á. Cái đó là quả báo, nó cái tội là có nó không, không nó có, nó có hết trơn à. Cái đó là kêu bằng quả báo, quả báo bây giờ trước mắt nó trả đầy đủ hết trơn à, không có xa hết trơn á. Đang cái vô mình làm con người tốt, mình nuôi cha mẹ mình làm việc thiện thì mình sẽ hưởng được cái phước nó. Còn nếu mà mình lớn lên mình không có biết nuôi cha mẹ, không biết ăn học, không lao động, cha mẹ rầy la không nghe, thì tất nhiên á sau này cha mẹ qua đời rồi bắt đầu mình mới khổ, mình không có nghề nghiệp gì hết, mà lúc đó mình ăn năn mình khóc rồi á, là mình hối hận rồi, cha mẹ mình đã mất rồi, thua rồi, đúng không? Thôi đi qua anh kia đi, tôi cúng kiến cho anh, đưa cho về chùa ở nè, ổng ở đây là thành thái giám, nói chuyện déo 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 ai chịu nổi, hiểu không? Bà ẩn rồi các bạn ơi. Được rồi các bạn, mình tìm vị trí nào thích hợp để mình cúng kiến cho cái bà hồi nãy rồi mình phiên bà nha cả nhà. Ở đây mình thấy có tổ mối đóng trên cái đầu cây bàn. Ở đây là mình nghe những người lớn tuổi họ kể cho mình nghe đó, đó cả nhà. Trước kia có một xác, này là xác của cô gái họ bị mất ở dưới sông cả nhà, mà nghe nói là ở bên Bến Tre. Rồi người thân của họ tìm được họ mới kéo về đây, cũng như là cô gái đó ở ở đây là kêu bằng ở Trà Vinh mà nó giáp ranh Bến Tre các bạn, họ mới có chồng về Bến Tre, họ có chồng được hai đứa con, rồi
trong lúc mà ở với chồng á, là nói chung là gia đình cũng không có khá giả gì mấy. Thường thường quý anh chị cũng biết hai vợ chồng trong nhà kiểu như chồng không có công ăn việc làm ổn định, rồi vợ cũng vậy, thì nói chung là người chồng là hàng đầu. Nếu mà người chồng không có nuôi vợ nổi thì chắc chắn là những cái chuyện đó nó xảy ra thường xuyên đó. Chuyện tiền bạc, cơm áo vô tiền, nói chung 10 gia đình đủ hết 10 nhà các bạn. Chứ cuộc sống mà nếu mà người chồng cưới về rồi cự lộn cự lạo rồi bắt đầu không có công ăn việc làm thì nó phát sinh ra, rồi cô gái đó nghe nói là tự tử cả nhà, họ tự tử, rồi người thân mới đem cô về đây. Nhưng mà không phải là kéo xác cô ở Bến Tre về, bỏ lên chiếc thuyền, mướn một chiếc thuyền chở cô đó về đây, rồi ghim cô lên bờ này, rồi họ để đây, để đây kiểu như cúng kiến cục đất ở đây, xong rồi họ mới di chuyển về phía trên kia, là cách đây khoảng cỡ cây số à, là gia đình của cô trên đó đó, rồi chôn cất ở chảnh. Cái đó thì nó có nguồn gốc, cô đó thì rõ ràng các bạn, còn quan hồn hồi nãy thì không biết như thế nào. Thành ra người ta thấy đây linh là người ta đến đây người ta xin số. Trước kia có tô món ngon lắm, mấy ông già đó đến đây xin, biết giờ tổ mối nó chết luôn rồi. Tổ mối mà không có con mối mới lại đóng là hết hiệu quả cả nhà. Còn như hôm nay á, hồi sáng thì mình xách xe của thằng Út đi rửa cho nó, rồi đi uống cà phê, cái tự nhiên cô gái đó cũng quen với mình, quen mà sơ sơ các bạn, ở gần xóm của mình khoảng cỡ 10 cây số. Cô nói trong lúc uống cà phê á, cô nói anh xuống dưới anh thăm ông đó là tên bạn nè. Hỏi sao thăm, ông bị té gãy tay gãy xương vai hết trơn rồi. Thì ông đó mình cũng mới quen với ông thôi các bạn, mình cũng tính là hôm nào để nhờ đi dẫn, tại vì là thợ săn cá câu cá nè, rồi đi bắt chồn bắt chuột rất là giỏi, y thường xuyên thấy ma lai đó cả nhà. Mình có hợp tác gì rồi, nhưng mà y nói bữa nào anh xuống đi, xuống bằng đêm á, 9-10 giờ, có thể là 11-12 giờ đêm á, tôi dẫn anh đi sẽ thấy đó. Mình chưa kịp xuống nữa, bây giờ nghe nói là cách này 3 đêm trước y đang đi sâu cá rồi y gặp ma lai, ma lai rượt đi. Trong cái lúc mà y bị rượt á, cũng như là ở dưới ruộng nữa cả nhà, y đang sâu cá dưới ruộng nè, y thấy ma lai. Ban đầu là nó có một cái bóng đèn nhỏ nè, nhưng mà y nhìn hồi á, nó ra một cái bóng đèn chập bá lửa luôn, mà nghe nói tới hai bóng luôn các bạn, bóng bằng cái thúng nữa nè, tấn công y. Y mới bỏ đồ nghề luôn, y đang đi chích cá hay gì á, bỏ đồ nghề y mới chạy. Thì đặt cái vụ y bị ma lai dọ ở đây, y chạy qua bên kia chừng 100m là nó có một cái con đường lộ nhựa, như vậy là y mới vừa chạy lên rồi bắt đầu dấp té, té cấn cái xương dài dính dưới cái đường lộ nhựa đó cả nhà, nó bị nứt, thành ra đang ăn dưỡng. Nãy mình xuống mình thăm y nè, rồi mình không có quay, mình nói để hôm nào đi,
Bạn khỏe đi, tôi nhờ bạn dẫn cũng như là bạn thấy những cái mẫu chuyện mà ma lai á, chỗ nào thì bạn dẫn tôi đến đó để tôi cúng kiến cho họ coi. Nói chung là mình kiểm chứng, mình muốn biết là bằng sự thật đó cả nhà. Rồi có kể thêm, ở trước cửa nhà y cũng như là nhà y ở đường lộ nhỏ, nhà y bên đây, nhà ông kia người Khmer ở bên kia, y cũng người dân tộc mà ông kia cũng người dân tộc, y nói là ông đó là khoảng 55 tuổi, tối ngày ông cứ đóng cửa ông ngủ không à, mà đêm xuống là ông sẽ thức, mà 1-2 giờ đêm ông đi thăm ruộng. Như vậy là bạn Na này bạn nghi cái ông đó là có thể là ma lai, nhưng mà y còn nói thêm á, ông này chắc có thể là học bên Bồ Lỗ Bang, ông mới làm những công việc ma lai được. Rồi y còn kể thêm á, là cái ông đó ăn đồ không có sạch sẽ, nói chung là đồ rất là dơ luôn á nha, mình nghe y kể mà mình nổi cục luôn á. Hồi nãy mình thăm y, gửi cho y chút quà để dưỡng sức, để hôm nào mình xuống dưới mình kêu y dẫn mình đi những cái vị trí mà trước kia y đã từng gặp, rồi y chạy kiểu như bị tai nạn đó cả nhà. Dạ, con xin phép thổ thần thổ địa, hôm nay con đến địa bàn đây là kêu bằng cái cống linh thiêng, cống ma gia đi, cho phép con cúng kiến cho tất cả các vong linh. Thì con mời tất cả các vong linh, mời ông bà cô bác ha, hưởng bánh hưởng nhang đèn. Mục đích của con là chỉ giúp đỡ cho các vong hồn thôi ha, chứ không có ý mà phạm gì đến ông bà. Mời ông bà dùng bánh ha. Trời ơi, miếng vàng đâu dữ vậy trời. Bánh này là kêu bằng bánh men. Mình thì hôm này nè, mình ngồi mình ăn mình mới cảm nhận được. Hồi xưa bánh men là họ không có vô bịch các bạn, giờ bánh men họ vô bịch vậy nè, mà mình không ăn là mình không biết. Hồi xưa là người ta nói, đặt cái vụ trong xóm có ai mất á, người này cho người kia hay, nói đặt cái vụ ông A mất, tối nay mày qua bên nhà của đặt cái vụ chú Hai đi, có bánh men ăn rồi đó, là vậy á, là có người mất. Còn thời nay á, là bánh này nè, cho con nít nó ăn, nhiều khi nó không ăn, chắc nó chê quá. Nhưng mà thật sự á, mình đói mình ăn rất là ngon các bạn, hôm nay mình ăn cỡ 2 dĩa này luôn, đói á. Thường thường mình ít có ăn lắm. Rồi, mời tất cả các quan hồn ma gia nếu mà có đây lên luôn đi, ở đây chắc chắn là có ma gia các bạn. Hồi nãy mình mới vừa lại là thấy liền, thấy cái hiện tượng ở trong cái lá làm nghe sọc sọc ghê lắm. Mục tiêu ông gà mình hỏi thử phải không? Chứ
mũ ba nặng mình ra không có chân dây nè. Sao cây trời xưa làm thái giam chi dòng dạ không có chân dây yên tinh luôn. Nghe bà nói gì? Nghe nói bà tính cần cái sự giải mã những cái việc gì đúng không? À, mày đi ra đây. Ờ, đang hưởng hả? Hưởng này hưởng. Chút nữa tôi vô rồi, muốn cái gì thì nói nha. Mày mới làm gì vậy mày? Chưa có xong. Nó mới lại nó lấy bánh của mình hay gì vậy trời. Có năm đủ tao ăn nữa. Mày lại mày lấy ra mày coi chừng tao à. Hỏi gì không? Lâu cao sao ta mới hỏi chút kìa. Hỏi đi. Sao làm thái giám thật không?
tôi hiện giờ đang đa nghi khoảng cỡ 99%. Bởi vì là hồi nãy bà kể, bà chỉ nói sơ sơ thôi, bà nói tao đâu phải thái giám. Mà tao không phải là gái nữa, mà tao không phải là trai nữa. Lý do kiểu như ngày xưa mẹ tao đẻ tao ra bị mụ bà nắng lộn, không có hai cái trứng, hiểu không? Là tôi đa nghi kiểu như ngày xưa á, là cái kiếp trước của Hương Linh á, là làm lính ở trong triều đình, lính của một vị vua nào đó. Rồi nếu mà lính á, đàn ông á, đàn ông mới làm lính được, đúng rồi. Là đặt ví dụ bây giờ ở trong triều á, là có bao nhiêu lính là phải lắc hết đó, không có chừa ai hết. Để chi? Để là sinh lý của những người lính đó nó không có kiểu như không có còn mê phụ nữ con gái nữa, không có còn mê con gái nữa. Tại vì thường thường đó là ở trong triều á, mỗi một năm vậy á, nhà vua sẽ tiễn cung nữ về rất là nhiều. Đặt cái vụ ở trong một cái thành phố đó, trong một cái làng đó, là ở gần cái nhà vua, gần cung điện của vua, là có bao nhiêu gái đẹp, là những, nói chung là các vị quen á, họ sẽ thông báo cho vua biết. Là đặt cái vụ bây giờ tôi ở làng này, là tôi thấy có được hai cô gái đẹp, tướng cao gáo, lỗ mũi cao rồi thon đẹp này kia, tôi sẽ thông báo cho ông vua biết, là ông vua sẽ xuống coi, là ông cứ kêu lính đem về, đem hay đặt cái vụ cô gái xinh đẹp đó đem về để làm vợ cho ông. Nhưng mà đem về là mỗi một năm như vậy rất là nhiều, là tới cái ngày mà ông đã già không còn ở với cung nữ được nữa, là cung nữ lên đến mấy ngàn luôn. Rồi nhiều khi á, ông ở với cung nữ không có con nữa. Rồi nhiều khi ông ở với cung nữ có con, nếu mà bà nào mà được ông vua ở là rất là vinh hạnh. Đến khi á, một cái ngày mà nhà vua mất, còn không biết bao nhiêu ngàn cung nữ đứng xếp hàng á, chờ vua để động phòng mà không được đó. Bởi vì ông vua ông tính rất là kỳ lạ. Ngày xưa là các vị vua là người ta có tính đó đó, người ta rất là tham về những cái công việc mà lính trong triều là phải thiến hết. Thì trong đó chắc chắn là có một quan hồn là kiếp trước cũng như là của Hương Linh ngày xưa là đã có làm lính trong triều đình đó. Rồi bắt đầu thường thường những người mà nói chuyện mà déo déo như bây giờ là họ nói kiểu như BD á, là nó cũng giống giống vậy thôi, nhưng mà nó không có phải. Thường thường đó là BD á, là họ có cặp chứng đàng hoàng bình thường, nhưng mà đặc biệt Hương Linh không có, là có thể là dính vào cái kiếp trước của Hương Linh, nó làm lính ở trong triều, phải không? Thành ra bị vua lắc, thành ra bây giờ mình chuyển kiếp á, rồi bị mụ bà quên gắn vô đó. Đặt cái vụ kiếp trước mình mất cái gì mình cũng còn đầy đủ, thì kiếp này mình sẽ đào thai đầy đủ vậy thôi. Rồi ngày xưa có thể là Hương Linh làm quan mà cận vệ cho vua cũng bị lắc hết à. Rồi từ ngày mình đào thai lên, mình chuyển kiếp lên cho đến ngày hôm nay là mình được đặt cái vụ 30 tuổi. Rồi đến cái ngày mà mình trưởng thành đó là mình chơi như sao? Mình là nam mà mình chơi với ai? Ai chơi với nam? À, đúng rồi, chính xác. Thì vậy đó, nó chuyển qua kiểu như hai file, hiểu không? Không. Rồi nãy nghe hát đồ dữ lắm mà, hát hò đồ. Hồi xưa mình lớn lên thì mình có đi theo đoàn hội chợ đâu ca hát không? Nghe hồi nãy hát hay quá vậy.
Hả? Rồi mình chơi với Nam là ở đây làm sao? Có Nam nào chịu mình muốn mình đi chơi với họ không? Không, ai cũng né tao á. Lý do? Không biết. Cái nơi này nó chuyện kỳ quá. Ờ. Đây nè, nếu mình muốn... Chứ nó cười tao, nó nói tao có chứng gì. Tại biểu Hương Linh phe cho họ biết chơi, mình giấu thì họ đâu biết. Nó tại cái miệng của mình, nếu mà mình giấu á, là không ai biết. Như hồi nãy tôi lại đây á, Hương Linh đừng nói là ngày xưa mụ bà nắng lộn, tôi đâu có biết Hương Linh đâu có chứng giấy đâu, đúng không? Tại mình, cái miệng mình khai ra họ biết. Rồi nó thích phụ nữ được không? Gái được không? Không chứ chung. Mấy nhỏ cứ hư à, mấy nhỏ anh bèo. À, chỉ thích trai thôi, trai mới lớn lên đúng không? Rồi, nếu mà muốn trai mà chơi với mình là mình phải có tiền, rồi mình phải được đào thai vô con nhà giàu nữa. Ngày xưa đào thai vô con nhà giàu không? Cái nhà ở này là biết rồi. Ở đây ngoài này là sao không biết? Ngoài này nhiều khi nhà giàu nó cũng đầy. Vậy hả? Là người ta kêu cục rất trời chim á. Mà thấy nước không là biết rồi. Rồi nhưng khi sau này Hương Linh mất rồi, cha mẹ Hương Linh bán cục đất ở đây rồi đi về chỗ khác ở, họ đã giàu có rồi. Nhiều khi số của mình không được hưởng cũ của cha mẹ. Thường thường á, những người mà hai phai á, là được đào thai vô con nhà giàu rất là nhiều. Đào thai được 80%, còn 20% là đào thai vô con nhà nghèo. Là lý do cái số của họ là phải chịu cực vậy đó. Còn những người mà họ đào thai vô con nhà giàu thì họ sung sướng, nhưng mà đổi lời họ cũng rất là buồn, rất là khổ. Bởi vì cái nghiệp của họ nó không giống như mọi người, hiểu không? Mà sao? Tao khổ từ đầu tới chân vậy? Có 20% mà tao cũng lọt vô cái số đó được. Ừ, phải lọt vô chứ. Nói chung là không có ai mà đào thai vô con nhà giàu hết. Đặt cái vụ bây giờ có hai anh em, tôi và ông anh tôi đó, hai thằng được cha mẹ sanh ra, nhưng mà sau này hai anh em tôi mất rồi, bây giờ hai anh em tôi mới sinh Diêm Dương đào thai. Tại vì mỗi một cái kiếp người nó khác nhau. Ông anh tôi thì ông thích đào thai vào nhà nghèo. Còn như tôi á, tôi thích đào thai vào nhà giàu. Là lý do là tôi cảm thấy tôi không thiếu nợ ai hết. Tôi muốn vô nhà giàu để tôi hưởng phước. Nhưng mà ngược lại á, là cha mẹ tôi làm có rất là nhiều tiền, nhưng mà cha mẹ tôi vẫn kiểu như họ bố thí cho những người nghèo. Cái là mày nói ông thiếu, còn mày không thiếu vậy? Không, cũng thiếu nữa. Đào thai vô nhà giàu không phải là không thiếu. Cha mẹ tôi làm được nhiều tiền, cha mẹ tôi bố thí. Là cái vụ bây giờ tôi phải đi kiếm những cái chỗ nào mà có người nghèo, có dân nghèo, mà nghèo kiểu sao tôi phải xem xét, rồi tôi mới thông báo cho cha mẹ tôi để tôi giúp đỡ cho họ. Nhưng mà cái đó cũng chưa chắc là cha mẹ tôi cho họ không đâu. Nhiều khi cha mẹ tôi ngày xưa thiếu nợ người ta. Rồi đặt thí dụ bây giờ người ta không thiếu nợ cha mẹ tôi thì người ta sẽ đặt cái vụ bây giờ cho họ 10 ký gạo, người 10 ký gạo. Thì mỗi một người vậy là thiếu nợ cha mẹ tôi là bằng bao nhiêu. Thì tất nhiên cha mẹ tôi sau này về già sẽ hưởng được những cái kêu bằng gì ta, phước báo đó. Phước báo đó là những người khác trả cho cha mẹ tôi, chứ không phải là người đó trả đâu. Đôi khi cha mẹ tôi đi mua bán là cái vụ lúa gạo lúa mì gì đó, gặp thương nhân, gặp mấy cái kèo thơm, mấy cái lái mà thơm thơm nữa, giao dịch đi qua xứ này xứ kia làm ăn còn vô hơn nữa. Nhà giàu người ta để có tiền vậy á. Rồi người ta mới
Làm Phước. Còn nhà giàu không làm Phước thì nói chung là tại cái vụ già số của họ rất là sung sướng, nhưng mà tới đời đời con của họ cũng banh chành hết. Con của họ đâu cảm nhận được, xài hết, cha mẹ để nhiêu xài hết. Nè bây giờ tôi nói cho Hương Linh nghe. Hương Linh đặt cái vụ bây giờ được cha mẹ cho một cục vàng bằng một tấn mới lớn đi, một tấn đi. Đó, mỗi ngày Hương Linh đục cục ra chút thôi, đem ra chợ bán, ra tiệm vàng bán rồi mình ăn rồi mình uống rồi mình sống hàng ngày. Đó. Như vậy á thì không quá 10 năm cục vàng tấn nó cũng hết à. Còn cái người ta mà biết hạ tặng hạ tiện, không có cần vàng nhiều. Người ta chỉ có cái nghề thôi. Cha mẹ cho người ta cái nghề thôi là người ta ăn hoài ăn mãi. Thường thường ta nói ruộng đất bề bề không có bằng cái nghề ở trong tay. Hương Linh có hiểu không? Đó Hương Linh nè, tôi sẽ nói lại cho Hương Linh biết. Những người con mà của Điền Chủ ngày xưa đó, tại sao hiện giờ họ nghèo? Là lý do ngày xưa Điền Chủ họ có đất đai rất là nhiều. Họ cho tá điền trồng lúa gãi gác khắp nơi. Nhưng mà đến một ngày người cày có ruộng thì tất nhiên những người cày có ruộng đó họ sẽ làm chủ miếng đất đó. Nhưng mà chủ điền á, đến một ngày á, là họ chỉ còn một mảnh vườn vòng vòng nhà của họ thôi. Rồi á, đến một cái ngày cũng như là đến kiếp sau á, con cháu của họ ba đời sau rất là nghèo, là lý do cái nghiệp của họ ngày xưa cũng như là tá điền bằng lúa cho họ, rồi họ bắt người ta đông lúa, rồi nhiều khi thiếu vụ này rồi họ không chịu, họ quánh người ta, rồi họ phải cho kiểu như cho vay rồi mua lúa giống này kia, rồi lúa giống đó đặt cái vụ được 100 hột mà họ sẽ làm là 50 hột sẽ lên mầm, còn 50 không lên mầm, là tất nhiên những cái đó là để quả báo cho đời sau. Thành ra con cháu của họ nghèo hoài nghèo mãi, đúng không? Nghèo hoài nghèo mãi luôn á. Thôi bây giờ hôm nay á, là gặp được pháp sư rồi. Tôi là pháp sư đời thứ 9 đó, chuyên đi giúp vong. Hôm nay mục đích đến đây là muốn giúp cho Hương Linh đi về chùa để nghe kinh Phật rồi... Ê bậy nha bạn Hiền. Gì vậy? Nghe bạn Hiền. Sao bậy được? À, tôi không có đi về chùa đâu nghe bạn Hiền. Bạn đừng có ngồi bạn giảng đạo xong bạn dụ tôi. Tôi không có dễ dễ đâu. No no. Chứ ở đây làm gì? À, tôi đang đi để sống sung sướng, còn 2000 mấy phiếu nữa tôi được đi siêu thoát rồi đó. 2000 mấy chục phiếu hay là mấy trăm phiếu? 2000 mấy trăm phiếu. Ừ. À, tôi được đi đó, bạn đừng có dụ tôi. Là đi siêu thoát đúng không? Xuống tôi chịu tội xong tôi mới được đi siêu thoát. Thấy nãy giờ ngồi nghe cái vụ gì chùa đó nghe không có dễ đâu. Đây nè, mình ở đây á là kêu bằng cái gì đêm xuống nó sẽ tối tăm, nó sẽ mù mịt, là cái đó mình cũng có một cái tội nữa đó. Tại sao những vong hồn người ta sáng suốt, người ta chọn một cái ngôi chùa, người ta vô đó người ta nghe kinh Phật, rồi người ta được hít nhang, người ta được cúng kiến ngon lành, người ta không có lo về cái việc mà ở ngoài tối tâm đang thu như Hương Linh, hiểu không? Đó. Rồi sau này người ta mới chuyển kiếp, người ta đào thai lên làm người, người ta đào thai vô nhà giàu không mà. Rồi đó là cái gì người ta không có hết, đặt cái vô giờ người ta làm đào thai con gái đi, là người ta lớn lên người ta sẽ xinh đẹp, cái gì cũng có đều đặn hết. Còn như mình á, là mình đào thai lên nửa là gái mà nửa nam, nó kỳ kỳ á, hiểu không? Không giống ai hết. Nó tối tăm lắm. Rồi tới cái ngày mà mình chuyển kiếp mình đi xuống Long Dương thì ở trong chùa mình cũng đi xuống Long Dương được vậy. Tới ngày đó thì dầu trâu mặt ngựa họ lên họ sẽ bắt mình. Chứ đây làm chi? Không. Sao đây? Điên tỉnh. Điên tỉnh gì ở đây tối xuống là có nhiều hồn ma bóng quế rồi ma da này kia lại đây. Rồi đâu phải hồn ma nào cũng hiền đâu. Có những hồn ma mà hung dữ, hồn ma mà ngày xưa ác, rồi sẽ sai khiến mình làm những công việc thất đức, rồi sau này mình khó chuyển kiếp lắm.
thôi buông bỏ hết đi. Đấy, mày nói không có ai thấy được mày giống không? Ê. Ê. Biết. Bé nghe. Nãy mày nói là mạng của mày là mạng phú trời ban đúng không? Đúng rồi. Mày ngon mày lên đây. Tao đâm cho mày chết. Làm gì vậy? Trời ơi, đang mình phiên cho đi về chùa mà không chịu nữa, lấy cây đâm mình luôn đó nha. Ông mày ác độc thiệt, đã làm thái giám ngày xưa rồi mà còn vậy á. Nãy giờ mình làm đây rồi. Không biết có ông nào bắt cua bắt cá đi ngang đây dòm dòm mình hay không đó nha. Thì thôi mình về đi nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Bye bye cả nhà.